Vâng, và chào mừng tất cả các bạn tới với trận thi đấu 1v1 đến từ video Spec Tuna. Vâng, và Tuna sẽ ăn kèo 1v4 này, và đây không phải là kèo thi đấu bình thường. Và kèo thi đấu 1v4 có chỉ định và kèo thi đấu của những tuyển thủ cực kỳ rắn mặt. Ở đầu bên kia chúng ta có vị trí của Select Silit, bên này là vị trí của Thanh Đẹp Dài. Anh chàng này là anh chàng nói rằng là có một sở hữu lý lịch cực kỳ khủng đây. Và thêm cả vị trí của Maric PC. À quên, Thanh Đẹp Trai là vị trí của Nước Master. Nước Master cũng là một tuyển thủ chơi trong giải One Shot mùa 2. Và thêm cả vị trí của 43 Bin PT nữa. Để xem rằng là vị trí Spectuna có ăn được kèo 1 đến 4 hay không. Nóc một người chơi rồi. Nước Master là anh chàng đầu tiên phải nằm xuống trong đội hình. Rất chắc kèo đến từ vị trí của Tuna. Ngay lập tức là một tình huống gạt giỏ. Ghê ra, con này bắn kinh quá chưa? Hay, ui ôi ôi. Toàn. Nhưng đây chỉ là round đấu lực thôi. Còn tí nữa kèo UMP mới căng thẳng này. Round đấu mở màn với hai tình huống bắn cực kỳ hay đến từ với Tuna. Rất đẳng cấp. Vâng, quái vật đến từ... Ôi! Maric PC! Vâng, anh chàng Maric PC này là cái người với như trận lúc đầu tiên xin vào bắn đây. Được của nó anh em ơi. Vâng, ghê nha. 0-2 à. Không đấu tầm xa được rồi, tầm này không đấu tầm xa được rồi. Các bạn muốn loot đồ ở trên kênh của chú Việt Thắng hay kênh của Lê Bình thì các bạn phải đăng nhập tài khoản, và đó là tài khoản Facebook hoặc tài khoản Google, mà các bạn tạo ra cái nick Wi-Fi, sau đó các bạn ấn vào mục tài khoản Buya, xong đó liên kết tài khoản Buya với tài khoản Wi-Fi, ngồi xem và đồ tự chuyển vào tài khoản. Tỷ số hiện tại bây giờ đang là 0-2. Quay trở lại trận thi đấu này, combo kỹ năng của anh chàng Spectuna này mang thêm cả con Antonio để có thêm cho mình, đó là 35 máu. Đúng con Antonio không nhỉ? Vâng, hiện tại bây giờ thì ôi, một tình huống chạm mặt xỉa lưng ở một pha kéo tầm không tốt, cấu được 86 máu đỏ. Bên kia thì vẫn còn cho mình đâu đó tầm 40 máu đến từ vị trí Select, nhưng bây giờ Select phải nằm xuống rồi, còn lại ba người đây mà thôi. Kéo thi đấu đang vô cùng hay mãn nhãn. Các bạn khán giả tiếc gì một like một share để cổ vũ các tuyển thủ nào? Họ kéo rồi, đang phải thi đấu và xử lý tình huống quay cuồng. Các bạn có thể nhìn thấy rằng là anh chàng Tuna này là một người chơi có khả năng thi đấu rất rắn, và đặc biệt là trong trận thi đấu trước thì Tuna đã có một kèo thắng với vị trí Dexter. Bởi vì thế thì tâm lý thi đấu đang vô cùng tốt. Và ngày hôm nay thì Dexter cũng có một thành tích khá tốt, đó là solo 1v2 thành công. Nốc người thứ hai đây rồi, đó là vị trí của Nước Master. Anh chàng Thanh Đẹp Dài ở bình tĩnh nào. Hay quá em ơi, gạt giò rồi. Và tỷ số hiện tại bây giờ đang là 0-2. Bình tĩnh. Hết sức bình tĩnh em ơi. Có thêm cho mình đó là cây M1014 chiến tranh. Một pha kè cửa rất hay, ra kèo bịt cửa luôn. Đổi hướng di chuyển. Rất tinh quái đến từ các tuyển thủ chúng ta. Các bạn có thể thấy được rằng là kỹ năng là một phần, nhưng cái đầu và khả năng tính toán là một phần khác. Thêm một người chơi nữa phải nằm xuống, đó là 43 Bin PT. Bắt đầu quen tay đến từ với Tuna rồi. Maric PC đang muốn chơi thủ ở đây và có quyền đục kèo đến từ với Tuna. Bài này ôi trời ơi. Đấy, bình tĩnh em ơi. Ăn mạng này nào, trông người rất hay. 1-2. Và bài này lại một bài khó, vì sân trên rất ít góc để múa, cực kỳ ít góc để múa luôn các bạn. Và để xem rằng Tuna có ăn được kèo này không. Và kèo này khó nha, hai map thi đấu khó liên tục dành cho Tuna trong trận thi đấu này. Vâng, 86 máu. Pha có lợi thế bắn ở góc trên, bị xỉa ở phía sau lưng, ăn 4 máu. Ôi, 1-4 rồi. Hai đấu này. Tỷ số hiện tại bây giờ đang là 1-4. Kèo thi đấu đang rất căng thẳng đến từ vị trí của Tuna. Và chúng ta vẫn đang có một niềm tin dành cho vị trí Tuna có thể thắng ở trong kèo thi đấu này. Vâng, còn thở là còn gỡ 30 chưa phải là Tết, vẫn có thể làm được. Vâng, đang bị hai trước hai sau. Từ chiếm 97% liệu cao nhất. Đang bị kẹp hai trước hai sau. Hè hè ít 1,018,579,396. Vâng, thế là cao, cháu 97% là rất là cao rồi. Có gì để tí nữa hoặc là mai chúng sẽ test. Tôi sẽ cách một ngày để cho các tuyển thủ vào bắn như này, và còn ngày hôm sau sẽ cho các bạn vào test. Ai, ôi, ôi. Vâng, hơi nóng vội trong pha xử lý vừa rồi, và tỷ số đang là 1-5. Và tỷ số hiện tại bây giờ đang là 1-5. Chú thấy các bạn B09 Gaming TV donate rồi nhá. Và tỷ số đang là 1-5. Và chúng ta cùng cổ vũ cho với Tuna có thể thắng ở trong kèo thi đấu này. Ở trong round thi đấu này thì đúng rồi. Đang chia người rất khó chịu đến từ đội bạn. Cả bốn người đang cho thấy khả năng công và thi đấu không hề kém cạnh của mình. Hiện tại bây giờ thì ôi, mỗi người chơi đều có cho mình ít nhất là một kill, và hai kill đến từ ví dụ của Nước Master và anh chàng Maric PC.
rất quái anh em ạ. Anh đã bảo mình là cho một PS3 rồi không nghe. Tại nãy chơi game nguyên ngại đuối rồi anh ơi. Mà bắn 1-4 khó lắm. Bắn 1-4 quái lắm. Đúng rồi. Bắn 1-4 thì phải bắn lúc nào mà các bạn phải đủ tỉnh táo. Tại vì cái đầu chứ còn gọi là hơi buồn ngủ tí thôi là đi luôn. Thì hơi buồn ngủ tí thôi là các bạn đi luôn. Tầm nãy nãy nó lôi xong nó hợp luôn ấy. Thì số hiện tại bây giờ đang là 1-6. Bắn tầm xa khá tốt đến từ với Yotuna. Tiếp tục là những tình huống đang kè đi tầm xa nhưng hiệu quả đem lại không cao. Khá nhiều máu vàng. Đang có một người chơi móc qua cánh phải, nóc bột. Hai em ơi. Vâng, đang bị quầy. Nóc phải. Hay. Còn lại hai người bình tĩnh em ơi, giờ phút là bình tĩnh này. Đừng để bị cuốn. Rồi, nóc ba này. Hay. Ui, vâng, còn lại bị tiêu pin thôi. Xíu cho cháu slot. Bắt đầu chạm được vào cảm hứng rồi. Cảm ơn Hương chín ngón nha. Bắt đầu chạm được vào nguồn cảm hứng rồi. Sau trận này là trận của nhân tố của Quỳnh Tạ đối đầu với nhân tố của Quý 11 con. Tỷ số hiện tại bây giờ đang là 1-6. Hay 2-6. Hay. Phun đỏ luôn. Đây. Đánh cắp. Trời ơi, phun đỏ luôn nội. Tỷ số hiện tại bây giờ đang là 2-6 rồi. Các bạn like, share, chia sẻ nhiệt tình nha các bạn ơi. Và hãy nhớ đăng ký kênh Bùi Gia của Việt Thắng và Lê Bình và tất cả anh em để cùng. Úi giời ơi, kèo bèn hơi liều rồi, đẩy thẳng vào giữa rồi em ơi. Xỉa lưng. Vâng, long tộc may mắn đấy là cây long tộc anh em ơi. Nó đã dí cái UMP đã toàn rồi. Còn đang một bài vòng có hướng khác. Đang muốn ke đầu bên này. Select rất côn và bị kèo. Ở pha này bị kẹt ở đây rồi. VPD móc cánh trái, còn Select móc cánh phải, được quyền đục kèo. Nóc một này. 86 máu, còn lại một nửa máu thôi. Có thể xử lý được. Ôi, vẫn còn người ạ. Vâng, đang trông người vào. Đã kèo được rồi, may quá em ơi. Một người tụt xuống dưới, Tuna có thời gian để quấn máu, tụt liên tục. Rồi, khó nha, kèo trước kèo sau. Rất khó, cửa này đang lùi. Vâng, đổi chỗ rất tốt đến từ với Yutuna. Maric đang cầm cái Mark 7 và lo to tới gần rồi. Hay, đập Maric rồi. Và đây là Silic. Hay, hành tiếp tay, đam. Và chúng ta còn lại vị trí của 43 NPT mà thôi. Sẽ là nằm luôn trong pha xử lý này. 1v1, hey, nhìn hơi lệch một tí toàng. Vâng, nhìn lệch cái này dễ đi lắm các bạn. Cái cảm giác mà các bạn nhìn thấy tuyển thủ nhìn lệch hướng cái là chúng ta cảm thấy rằng là ôi thôi rồi. Và sẽ nằm trong tình huống này. VPT sẽ không thể nào trụ được với một tình huống một solo kill. Vâng, 1-1 không thể nào solo kill lại với vị trí của Spectuna. Đẩy thẳng vào, ê cẩn thận nha, góc này hơi hẹp. Góc này hơi hẹp em ơi. 3-6. Bắn được 3-6 rồi. 3-6 anh em. Tỷ số hiện tại bây giờ đang là 3-6 dành cho vị trí của Tuna. Cố lên em ơi. Vâng, dù gì thì bây giờ cũng đang có cho mình một cái tỷ số gọi là khả quan trong trận thi đấu này. Vâng, rất hay. Vâng, đốc một người cự ly tầm xa luôn, một tình huống nhảy bắn sẽ là người thứ hai không thoát keo rất nhanh, một tình huống thoát rất lưu loát, xử lý tầm xa liên tục là 70 máu nhân này, 140 máu được cầu đi, không thêm một chút sát thương vàng nữa thôi, một tí nữa thì nhớ nhau cả đời. Vâng, nó mà là 80 thì câu chuyện sẽ khác. Vâng, quay lại trong khu vực nhà rất quái. Bạn anh chàng cầm thông sơn đang chạy để tìm góc ke với những tình huống mà di chuyển vào. Khả năng tính toán rất thông minh đến từ với Yutuna. Anh chàng này không chỉ là có kỹ năng bắn tốt nhưng cần phải tính toán những vị trí để cho đối phương lọt vào trong tầm dự đoán. Đã nghe được tiếng rồi. Này, một người nữa. Ôi rất bình tĩnh vừa rồi. Vâng, hơi đáng tiếc. Bình tĩnh, ra kèo. Ra kèo. Ấy, vâng, ta có kèo rồi. Các kèo đi Tuna ơi. Em ơi, em đừng làm anh đái ra quần em ơi. Ra kèo đi. Quần máu đã. Quần máu đi, quần máu. Ấy, vẫn đang muốn thoát. Quấn máu nào, bò vào rồi, cần quấn máu em ơi. Ây, chạy, ơ kìa. Vẫn đang rất lì. Đã có góc kè tốt rồi. Ôi, một pha di chuyển thoát ra rất nguy hiểm. Ôi, máu. Thôi bây giờ bị lọ kẹp vào đây rồi. Bây giờ là bát quái chân đồ rồi, ba thằng đứng kè đây rất có để ra. Nãy giờ quấn máu. Bắt một này, bắt thanh ra đây. Thôi, thoát được. Vẫn có thể thoát được, còn chim bao quay lưng lại một chút đi em ơi. Ai 132. Đúng rồi, xử lý xong khu vực thùng. Nóc tôi. Còn lại vị trí của Malik PC. Ăn được kèo này. Ăn được đây. Hay, 46. Hay quá ơi. Ôi giời ơi. Ăn cắp. Bút tay em dập, xin cánh tay các bạn đi nào. Quay. Ôi, các bạn như này bình luận nó mới sướng mồm các bạn ơi. Gì trời, đâu. Ok, như này là đỉnh rồi. Hay quá các bạn ơi. Đầu bên kia bốn ông kia là toàn quái vật nha.
Bên kia là toàn quái vật nha, không phải dạng vừa đâu. Toàn mấy thằng bắn trong giải bao sao đây. Toàn anh mấy... em vô anh em cầm hai đi cầm hai. Như này là đủ rồi. Và đang hơi đau tim đến từ vì chưa nữa bắt tử. Hay quá em ơi. Knock pin PT rồi. Đang vào đạn bình tĩnh đừng uống đừng uống. Hay mất Maric rồi. Vâng mất Maric và vị trí của 43 pin PT. Còn lại vị trí Select và thay dòng dài. Còn thêm mấy kèo này 86 máu rồi. Xử lý tiếp. Vâng ra kèo rất nhanh 174 máu. Đã muốn đẩy sang vào 1014 là có. Bình tĩnh em ơi 46 rồi. Bình tĩnh nào bình tĩnh nào bình tĩnh nào bình tĩnh nào. Bình tĩnh đâu nó xử lý nhiều khi nó quay cuồng quá đấy khi nó không biết đối phương ở đâu là toàn đấy. Sẽ kè được. Uầy, bình tĩnh nha, đầu bên kia cũng kè tầm xa rất gắt các bạn ạ. Đặc biệt là với cây MP40, hai cây MP40. Bên này là một cây giáng sinh và thêm một cây cái gì có cái máu ấy quên rồi. Kè được này. Uầy, hơi tiếc. Có góc nhưng mà hơi tiếc cho phải vừa rồi. Thoát vào được em ơi. Có thể thoát vào được trong kèo thi đấu này hay không? Bắn rất đẳng cấp các bạn. Lùi đúng rồi, phải nhảy lùi nha. Cứ chạy thẳng là tôi đau tim các bạn. Riêng nó chạy như này tôi rất đau tim này, nó phải nhảy lùi. Nó liên tục với những tình huống đứng kè rất tinh quái. Ủa, bên đây không người, không có người. Rồi, ôi, nó đang đoán hướng. Hay! Mất Select rồi. Vô tay. Còn lại vị trí của thành đường dài là chẳng đường Master. Xe bay vào và ném sau. Hay! Ôi ơi, trời cái gì vậy trời. Một sân. Và tỷ số đang là 5-6 rồi. Vâng. Round thi đấu thứ 12 và chào mừng tất cả các bạn đối với khu vực khu dân cư. Và bây giờ thì để xem chiến thuật bên phía đội bạn sẽ là như thế nào. Giao tranh tầm xa. Vâng, liên tục với tình huống cấu máu đến từ với những Spectuna. Và đó bên kia thì Select là anh chàng đầu tiên phải quấn những bình máu. Sẽ phải nằm với những tình huống công ngầu của chúng tôi này. Vâng, ôi, một tình huống đội bạn ra keo chụp vào lưng rồi. Vâng, thanh đẹp dài đang muốn đẩy vào. Bắn vì trong Maric liên tục là tình huống 75 máu đỏ. Vâng, bây giờ đã đẩy sát vào tầm gần rồi. Hay, nước Master phải nằm xuống nhảy nữa đi. Ui giời ơi, múa nữa đi em ơi, bây giờ là Maric. Vâng, đang tìm góc, đang có sửa giáp, mũ 2, giáp 3 vẫn còn nguyên ở đây. 200 máu, ô, Antonio bây giờ, mất từ lớp giáp đầu rồi. Nghĩa ra là 235 máu cơ. Vâng, vẫn còn vị trí của Maric PC và Bin PT. Hai trang bắn cực khủng ở đầu bên kia. Chúng ta vẫn có thể tự tin. Đây, bình tĩnh nha. Góc cam này sẽ thấy anh chàng BVT đang móc máy. Một tình huống chạm mặt rất tinh quái đến từ chiếc Tuna. Và Tuna đã phát hiện ra điều này và em sẽ di chuyển qua khu vực cánh phải. Ôi trời ơi, một tình huống nhảy ra hơi xa, một đà nhảy hơi xa. Đà đấy nó bật alo, tôi đảm bảo là Tuna đi luôn vì cái khoảng cách nhảy nó sẽ rất xa, đủ để có thể kéo tâm vào đầu. Nhưng may mắn pha vừa rồi có thể lắp đất một cách vô cùng nhanh chóng. Bây giờ sẽ là một tình huống 1-2. Tỷ số là 6 đều, rất dễ có thể xảy ra ở đây. Rất dễ có thể, các bạn có hy vọng sẽ là kèo thi đấu 6 đều. Bó cuối tôi cần phải xử lý luôn. Đúng rồi, còn lại Bin PT mà thôi. Và tỷ số 6 đều có thể hy vọng được ở đây. Một tình huống xỉa sau lưng, ui hơi đáng tiếc. Và đây là M1014 muốn chơi quan sát. Bình tĩnh em ơi. Vâng, mình nên bắn bằng UMP đi em ơi. Rồi, quyết định chơi UMP cho chắc kèo rồi. Và vẫn quyết định là lôi cây M1014 ra. Vô cùng căng thẳng trong kèo thi đấu này. Và bây giờ là cây M1014 chiến tranh. Một pha nhảy hơi sai cánh. Hướng này kéo tâm là khó. 146 máu và vẫn là UMP. Ây! Trời ơi, wow, đi nữa thôi thì chúng ta có một trận thi đấu vô cùng là bán nhã với tỷ số 6 đều và một tình huống thực sự là không còn điều gì để nói nữa, quá đáng tiếc. Hay, nhưng một điều tôi nói đây là hay. Đau tim là những điều tôi có thể nói sau khi bình luận xong trận thi đấu này. Một trận thi đấu vô cùng bán nhã đến từ với chú Tuna. Mặc dù là ngày hôm nay em đã luyện chơi game cả ngày rồi và đến ngày hôm nay khi lên thi đấu thì sức khỏe cũng không được ổn định, nhưng kèo thi đấu vừa rồi là một kèo thi đấu thực sự đến 99% gọi là điểm cộng dành cho vị trí Tuna.